có khi bạn về nhà thì có 3 bài thiền bạn cần phải thực hành. Cái phần thiền định buổi sáng thì sáng nay chúng ta đã thực hành xong rồi. Bây giờ là cái bài thiền thứ hai. Hãy làm sạch cổ họng của bạn. Hãy thư giãn vùng trán của bạn. Hãy thư giãn hốc miệng của bạn. Thư giãn vùng mí mắt. Nếu muốn thì bạn có thể hơi hé hé mắt. Thì bạn có thể ngủ trong lúc chiều thiền một buổi chiều. Bạn có thể mở mắt ra một tí xíu. Thư giãn các ngón tay. Hãy bẻ vai ra sau một tí xíu. Hơi thoát bụng lại một chút xíu. Và hãy đi đến hơi thở của bạn. Một hơi thở ra ra thật dài. Hít vào để nó tự tự động. Nếu bạn nghĩ về việc gì khác thì đừng có bực mình. Hãy bình tĩnh và đưa bạn quay trở lại. Đừng có tranh đấu trong lúc thiền định, chỉ cần quay trở lại với tâm trí của bạn.
Thì bây giờ hãy nghĩ đến việc khi mà mình chết thì mình phải nằm lên một chiếc giường. Thì bạn muốn nằm lên một chiếc giường như thế nào? Có thể đó là cái giường ở nhà bạn. Bạn nằm trên giường. Rất bệnh rất nặng, người rất yếu. Thậm chí bạn cũng không thể nào giơ cái tay lên nổi nữa. Và người thân của bạn thì vây xung quanh và nhìn bạn rất là lo lắng. Rất buồn. Họ đang khóc. Họ đang nắm tay bạn. Và rồi bạn nhắm mắt lại. Và bạn cảm thấy khó thở dần. Hốc mũi của bạn bắt đầu hẹp dần, hẹp dần. Và cuối cùng bạn cũng không còn sức để mà thở nữa. Và cái âm thanh tiếng khóc của người thân bạn càng ngày lúc càng xa dần, xa dần. Và có tiếng gì đó, cái hơi hơi lạnh bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể bạn. Và ở tận trái tim bạn. Và tim bạn bắt đầu dừng đập. Mọi thứ bắt đầu rất là tĩnh lặng. Đột nhiên, bạn thấy mình chạy thật là nhanh xuống dưới núi. Và bạn nghe âm thanh rất là khủng khiếp, giống như núi đang vỡ ra sau lưng bạn vậy. Bạn đang chạy xuống. Bạn muốn chạy thoát khỏi tất cả những tiếng ồn này. Bạn chạy càng lúc càng nhanh. Và đá thì đang lăn sau lưng bạn. Nó lăn càng lúc càng gần bạn. Và rồi âm thanh của một tiếng sóng rất là khổng lồ, như là tiếng sóng bão tsunami vậy, ở phía sau lưng bạn. Và nó đi từ trên núi đổ xuống. Sóng biển rất là mạnh. Bạn cố gắng chạy. Nhưng mà cuối cùng thì nó cũng kịp bắt kịp bạn. Và nó đổ chùm lên người bạn. Và nước bắt đầu đưa bạn đi. À, được vượt qua trong cái bóng đèn trống rỗng, miếng đất trống rỗng. Và bạn cảm thấy là bạn đi lên trên cái đỉnh. Và nước thì nó cứ đưa bạn lên xuống. Dập dềnh, dập dềnh. Bạn cố gắng chơi với, cố gắng hít thở, cố gắng ngoi đầu lên mặt nước. Và nước cứ đưa bạn đi, trôi đi.
Và rồi mọi thứ lại trở nên tĩnh lặng, nước bắt đầu lặng dần. Đột nhiên chân của bạn chạm trên mặt đất và nước bắt đầu rút đi, rút đi. Và nước biến mất. Và bạn đứng trên đất khô, đất liền khô cằn. Và bạn thấy mình đang băng qua một sa mạc rất là lớn. Và bây giờ thì rất là nóng. Và mặt trời đang đốt cháy bạn. Rất là khô cằn. Bạn vẫn tiếp tục bơ bước băng qua sa mạc. Bên dưới cái mặt trời nóng, nó cháy bọt, cháy nó đốt nóng. Và bạn cảm thấy rất là khát nước. Và từ xa bạn thấy nước. Và bạn cảm thấy mình có hy vọng. Và bạn bắt đầu lê bước về thì hướng có nước. Băng qua sa mạc nóng bỏng. Và khi bạn lại gần tới nguồn nước, thì bạn thấy rằng nó chỉ là ảo ảnh thôi. Chẳng có nước ở đó. Bạn bắt đầu đi qua cái hướng về ảo ảnh, qua cái mọi khỏi ảo ảnh. Và bên trong cái ảo ảnh đó, bạn đi xuyên qua cái ảo ảnh đó. Và ở phía bên kia, có những cái làn khói. Đó là cái làn khói rất là dày. Không, rất là khó để mà nhìn thấy. Và bạn đi xuyên qua cái sương mù dày đặc đó. Và rồi bạn lại nhìn thấy có một cái gì đó, một số cái cao, cả số thấp. Những cái con đốm đốm, những ánh đèn lấp lánh. Giống như ai đó là đánh mạnh vào đầu bạn và bạn cảm thấy choáng váng, nảy đốm đốm vậy. Và lại bạn tiếp tục lê bước. Và đột nhiên từ xa, thông qua cái làn sương khói đó, bạn nhìn thấy một ngọn lửa giống như ngọn nến vậy. Và cái làn khói đó biến mất. Và mọi thứ trở nên chìm trong bóng tối. Phía sau bạn là rất là tăm tối. Bạn ở trong bóng đêm. Bạn nhìn xuống dưới chân mình thì bạn cũng chẳng thấy gì cả. Thì tự nhiên mọi cái nó có trở nên hẹp lại, giống như bạn ở trong một đường hầm vậy. Và bạn nhìn ở phía trước thì bạn nhìn thấy ngọn nến. Bạn nhìn thấy ngọn lửa nhưng mà nó không có chuyển động, giống như là không có gió ở đó vậy. Nó đứng bất động, rất là tĩnh lặng. Bạn đi về hướng ngọn lửa. Và khi bạn đến gần cái ngọn nến thì nó bắt đầu nó lớn lên. Và khi bạn đến gần nó, rất gần,
và nó to hơn bạn, thì nó trở nên bị to hơn bạn. Và bạn đi xuyên qua nó mà giống như là không hề có lửa, không hề có nóng, hơi nóng gì cả. Và ở phía bên kia, rất tối. Phía sau tôi ba bạn là bóng đêm. Ở phía trên cũng bóng tối bao trùm. Bao trùm trong bóng tối sâu thẳm. Và ở phía đường chân trời. Và có một cái đường chạy ánh sáng trắng mờ nhạt, rất là mỏng. Và khi bạn đến gần hơn, thì nó trở nên lớn hơn. Và nó bao trùm một phần bầu trời ở phía trước mặt bạn. Và đột nhiên cả bầu trời nó biến thành màu trắng mờ nhạt. Nó không có mặt trời, nó chỉ là ánh sáng màu nhạt. Và phía trước mặt bạn, thì nó có một cái ánh ửng hồng, nó giống như mặt trời chuẩn bị lặn vậy. Và màu sắc tự nhiên trở nên càng lúc càng hồng hơn, đỏ ửng hơn. Trở nên đỏ ửng hơn. Và đột nhiên cả bầu trời ửng đỏ. Bên dưới thì của bạn á, bên dưới chân bạn thì vẫn là bóng tối. Phía sau lưng bạn vẫn là bóng tối. Ở trên bầu trời thì bên trên đầu bạn là màu đỏ. Và cái bóng tối thì nó xuất hiện từ trái đất. Và cái màu đỏ đó trên đầu bạn từ từ nhỏ dần, nhỏ dần. Và rồi một lần nữa, cả không gian chìm vào trong bóng tối. Và bạn bắt đầu ngồi xuống. Thì khi bạn ngồi xuống thì bóng đêm nó lại bao trùm sâu hơn nữa. Và sâu hơn nữa, chìm sâu hơn nữa vào trong bóng tối. Và trong bóng đêm đó nó có một cái phẩm chất của pha lê. Nó vẫn là bóng đêm nhưng mà có cảm giác giống như là thủy tinh vậy. Và từ xa, bạn nhìn thấy hình dáng của người thầy trong tâm bạn. Và đến, ngồi trước mặt bạn. Và người đó ngồi gần hơn, gần hơn. Và cuối cùng thì người thầy ngồi với bạn. Hai đầu gối hai bên chạm nhau. Thì khi bạn nhìn vào mắt của người thầy, thì thầy bạn rất là vui khi nhìn thấy bạn. Và bạn không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Thầy của tôi đang có mặt tại đây.
thì mọi thứ bắt đầu ổn. Và cả hai cùng ngồi với nhau, thiền định với nhau. Hãy ở trong trạng thái này trong vài phút. Hãy ngồi với người thầy của bạn. Đó không phải là một bức tấm ảnh, một cái hình ảnh. Nó không lại phải là một video. Đấy là một con người thật. Bạn có thể cảm nhận cái sự ấm áp của người thầy từ cơ thể người thầy. Và cái mùi hương quen thuộc của người thầy. Giống như mùi hương của một hoa, loại hoa rất đẹp. Một cái mùi vị rất là tinh tế, cái hương vị rất là tinh tế. Hãy ngồi với thầy mình trong vài phút. Và bên trong tâm trí của bạn, ở bên trong tâm trí của bạn, có một hình ảnh của người thầy. Và nó có không gian ba chiều, nó giống như một bức tượng, chứ không phải chỉ đơn giản là một hình ảnh. Nó giống như là có bức tượng của người thầy bên trong tâm trí bạn vậy. Và nó được làm bằng ánh sáng. Ánh sáng đó từ bên trong chiếu ra ngoài. Và nó rất sáng. Ánh sáng đó rất là sáng. Và cái đó, hình ảnh đó nó đến từ một hạt giống bên trong tâm trí của bạn. Nó sáng ở bên trong. Và mặc dù cảm thấy rất là nhỏ, hình ảnh đó rất là nhỏ. Ở bên trong tâm trí của bạn.
Nó còn nhỏ hơn cái móng của ngón tay út bạn. Đó là một cái hình ảnh. Hình ảnh của người thầy mà có cái hình có bóng ánh sáng, có không gian ba chiều. Bạn có thể đặt một chiếc lá ở phía bên ngoài vị thầy của mình. Và bạn hãy tập trung vào cái hình ảnh ở bên trong tâm trí bạn. Và hình ảnh này nó đến từ một hạt giống rất là tốt. Và hãy ở với hình ảnh này trong vòng vài phút. Ở bên trong tâm trí của mình, nhỏ, hình ảnh của người thầy làm bằng ánh sáng. Và nghĩ lại xem điều gì đã tạo nên hạt giống tốt đẹp này. Có phải là mình đã chia sẻ pháp với ai đó không? Và khi nào mà mình đã giúp người khác hiểu được 4 bước gieo hạt? Để mà nó tạo nên hạt giống này.
để tạo nên một cái hình ảnh về người thầy trong tâm trí của bạn. Thì hãy nhớ lại ba điều mà mình đã tìm cách giúp người khác đạt được ước mơ của họ. Giúp họ làm điều tốt để đạt được ước mơ của họ. Và bây giờ bạn từ từ quay trở lại với hơi thở của bạn. Ba hơi thở dạ ra thật sâu, rất chậm, đừng có di chuyển. Và từ từ có thể mở mắt ra. Kéo duỗi cơ thể. Rất là tuyệt vời. Các bạn rất là tĩnh lặng. Để tôi tạo ra cái giường của tôi mỗi ngày. Và pha cà phê. Và tôi muốn làm các bạn thiền với tôi. Bởi vì các bạn rất là yên lặng. Rất tập trung. Cảm ơn các bạn về điều đó.